con giáp này khổ trước sướng sau, tiền tiêu ba đời không hết, cẩn thận giàu non. Xin chào quý vị, tôi là Trang Nhung, là trợ lý của thầy Gia Cát. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, như mọi người đều biết, mỗi người sinh ra trên đời đều mang trên mình một số mệnh khác nhau. Có người may mắn được hưởng giàu sang, phú quý ngay từ khi sinh ra, nhưng có người xuất phát điểm đã sống trong cảnh bần hàn, cơ cực đủ đường. Tuy nhiên, nếu đã không thể lựa chọn cách mình sinh ra thì vẫn có thể thay đổi được số phận trong tương lai bằng cách nỗ lực bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn và thách thức để vươn tới thành công, tài phú hơn người. Điển hình như các con giáp sau đây, dù có sinh ra trong hoàn cảnh thiếu may mắn, nhưng tương lai lại giàu có, đủ đầy, nhờ biết vượt qua số phận. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn hay sóng gió, nhưng nhờ tính nhẫn nại, kiên trì, gia chủ đều dũng cảm vượt qua. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Lộc Tài tìm hiểu xem những con giáp này đã cưỡi sóng đạp gió, vượt qua thử thách để gặt hái được quả ngọt trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi này còn được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tý, kiến tha lâu cũng tới ngày đầy tổ. Câu này có lẽ chính là nói về tư tưởng về tiền bạc của tuổi Tý. Mệnh chủ đa phần đều là người coi trọng tiền bạc, có thể nói là người cuồng kiếm tiền. Từ khi còn trẻ, bản mệnh đã ý thức được việc phải kiếm tiền và quản lý tài chính cho thật tốt. Mệnh chủ là một người không thích tiêu xài hoang phí, cũng như chi tiêu vào những việc không cần thiết. Không tới mức tiền là lẽ sống, nhưng với những chú chuột thì thiếu tiền là chuyện không thể chấp nhận được. Con người ta trong cuộc sống có lúc may mắn, có lúc rủi ro, nhưng bản mệnh vẫn luôn cố gắng chăm chỉ, nỗ lực làm việc để không rơi vào cảnh cháy túi. Tiền bạc chẳng có mà tiêu. Tử vi phương Đông cho thấy mệnh chủ tuổi Tý tích cực có khiếu trong chuyện đầu tư kinh doanh. Những bỡ ngỡ ban đầu sẽ dần được thay thế bằng sự lão luyện. Càng làm càng mạnh, làm ăn tận tới chứ hiếm có khi nào thua lỗ. Có thể nhiều người không biết, nhưng thực sự tuổi Tý còn có sở thích tích lũy tiền vàng, đá quý hay các vật có giá trị. Cứ có tiền bạc dư giả là bản mệnh lại mua sắm thêm, tích trữ vào kho báu của mình. Chẳng thế mà cho tới lúc tuổi già, số tài sản mà con giáp giỏi giữ tiền này nắm giữ trong tay chẳng hề ít ỏi chút nào, nếu không muốn nói là có một khoản khổng lồ. Ngoài ra, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thời gian sắp tới thì mệnh chủ tuổi Tý hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân Tý Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân canh ghét luôn rình rập xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Tý tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân, giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Thân. Tuổi Thân là mẫu người dễ kiếm được những khoản tiền to chứ không phải đi nhặt tiền lẻ. Tuổi Thân thời trai trẻ là người thường khá bốc đồng, làm gì cũng nóng nảy, bục trộm nên khó thành được đại sự. Dù là khởi nghiệp hay làm công ăn lương thì mệnh chủ thời trẻ cũng chịu nhiều cay đắng, thiệt thòi vì những thiếu sót của mình. Tuy nhiên, theo thời gian, tuổi tác dần tăng, mệnh chủ tuổi Thân cũng trở nên bình ổn hơn. Bản mệnh nên học được cách giữ bình tĩnh, sáng suốt dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Ngoài ra, những bài học kinh nghiệm mà tuổi Thân lượm lặt được sau mỗi lần thất bại cũng coi như đủ dùng để áp dụng vào thực tế sau này. Thất bại đúng là mẹ của thành công. Bản mệnh càng về già thì càng dễ thành công rực rỡ, tài lộc cũng theo đó mà ùn ùn kéo về nhà.
Tuy nhiên, thầy Gia Cát khuyên các mệnh chủ tuổi Thân hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Không những vậy, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong tương lai. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Thân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba là tuổi Sửu. Thời trẻ, vốn dĩ tuổi Sửu không được trầm tính như mọi người vẫn hay nghĩ về họ. Bản mệnh thường khá cố chấp, cứng đầu, kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình dù có bao nhiêu người phản đối. Chính vì lý do này mà các mối quan hệ xã giao của những chú trâu đều không được thuận lợi cho lắm, ảnh hưởng khá nhiều đến việc phát triển sự nghiệp. Có thể nói rằng vào thời điểm còn trẻ thì con giáp cố chấp này sẽ phải trải qua nhiều vấp váp, sai lầm cả trong cuộc sống và công việc vì chưa hề ý thức được những điều bản thân còn đang thiếu sót và cần phải sửa đổi. Nói chung, tuổi trẻ ai cũng mắc phải sai lầm, song khác với đa số những con giáp còn lại, bản chất của tuổi Sửu là ngay thẳng và lương thiện, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Ngay cả khi có những ý kiến trái chiều thì tuổi Sửu vẫn giữ quan điểm về việc làm và những chuyện mình cho là đúng. Nhờ thế mà tích được khá nhiều phúc báo sau này. Cũng chính nhờ thế nên bắt đầu từ khi bước vào tuổi trung niên, mệnh chủ tuổi Sửu bắt đầu nhận được phúc báo về cho mình. Dù là trong công việc hay trong cuộc sống thì đều có nhiều tín hiệu khá đáng mừng. Vận trình cải thiện theo chiều hướng thực sự vô cùng tích cực, ai ai cũng thấy trầm trồ ngạc nhiên khi mà bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ hơn hẳn những người khác. Cứ như thế, thời gian trôi đi, tài sản mà tuổi Sửu tích lũy được qua ngày tháng càng nhiều lên. Tới tuổi hoa niên, tài lộc chắc chắn không bao giờ là điều mà tuổi Sửu cần phải lo nghĩ. Tuy nhiên, thầy Gia Cát khuyên các mệnh chủ tuổi Sửu cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, tị dậu Sửu, để kích hoạt vận khí, cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân luôn canh kết, rình rập xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Đặc biệt là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Sửu. Thứ tư là tuổi Ngọ. Trời sinh tuổi Ngọ vốn là người tính tình vui vẻ thoải mái, bản mệnh thích những mạo hiểm, thử làm những việc mà người khác thường sợ chẳng dám làm. Điều này có thể khiến mệnh chủ bị đánh đồng với tính bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Thời trẻ cũng vì sở thích này của mình mà tuổi Ngọ phải trải qua không ít thất bại, nhận bao trái đắng về tay. Tuy vậy, chúng ta cũng cần phải nói thêm, những chú ngựa vốn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc vì chỉ thất bại. Tuy vậy, chúng ta cũng cần phải nói thêm, những chú ngựa vốn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì thất bại. Sau những lần rèn luyện đau thương ấy, bản mệnh như được đúc thêm tấm áo giáp bằng thép bằng đồng, để sau này thêm mạnh mẽ và khôn ngoan, dần dần loại bỏ những điểm mình còn sót thiếu. Bản mệnh vốn là người có tài năng thực sự, nên đây không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Dám chấp nhận thử thách, chấp nhận thất bại, chấp nhận nén đau để đứng lên đi tiếp, thì thành công cũng là điều mà tuổi Ngọ xứng đáng nhận được. Tới tuổi trung niên, nhờ quen biết thêm quý nhân và được quý nhân không tiếc công giúp đỡ, cộng thêm với kinh nghiệm, kiến thức cùng các mối quan hệ xã giao tích lũy qua bao năm, con giáp này có thể gây dựng được sự nghiệp cực kỳ lừng lẫy. Với những gì có trong tay, chẳng lạ gì tiền đồ của tuổi Ngọ càng ngày càng rộng mở, tiền bạc cũng ùn ùn đổ về nhà mà chẳng lúc nào ngơi. Đã có những bài học từ những thất bại thời trai trẻ, tuổi Ngọ cũng hạn chế được phần nào những sai sót không đáng có, tiết kiệm được bao nhiêu tiền bạc và công sức khỏi việc đi đường vòng cũng như thua lỗ. Cứ theo đà đó, tuổi Ngọ sẽ trở thành con giáp càng già càng giàu, hậu vận cực phát, số tài sản mà bản mệnh tích lũy được thoải mái cho bạn làm những gì mình muốn. Có tiêu pha mấy đời cũng chưa chắc đã hết được đâu. Bên cạnh đó, các mệnh chủ tuổi Ngọ cũng cần mang theo bên mình pháp khí nhà Phật
Bát Bảo Tâm Kinh để giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Đồng thời từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Từ đó thúc đẩy công việc hanh thông và giúp đỡ sự nghiệp tiến triển một cách tốt đẹp. Đặc biệt khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Hơn thế nữa, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống mọi người đều nên cố gắng học tập thật tốt và làm việc chăm chỉ để có thể gặt hái được nhiều thành công. Bản mệnh đừng quá ỷ lại vào số phận, chê trách đời mình không may mắn hay gặp phải nhiều vận hạn. Có công mài sắt, có ngày nên kim, thành công không thể ngày một ngày hai được, phải có vấp ngã mới có thành công. Gia chủ đừng nhụt chí thấy khó khăn mà chùn bước. Hãy mạnh dạn bước tiếp mới thấy được quả ngọt và vinh quang đang chờ bản mệnh ở phía trước. Hy vọng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Đồng thời đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa tình duyên, hiệu quả cho các gia chủ. Đặc biệt, vòng minh quang pháp bảo còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.